5 chiếc bánh mến chào quý vị. Một thanh niên quỳ bò hơn 1 km để vào xin lỗi linh mục anh từng xúc phạm, đang xôn xao trên không gian mạng với những điều bất ngờ về thanh niên này và linh mục Nguyễn Duy Tân. Vào chiều ngày 22 tháng 8, chính thức Đỗ Đức Hợp đã đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Đồng Nai để quỳ gối đi vào xin lỗi linh mục Nguyễn Duy Tân. Đỗ Đức Hợp chỉ là kẻ ngoại đạo, đã không hiểu hết sự tôn kính mà đàn chiên dành cho các mục tử của Chúa, nên đã công khai báng bổ và xúc phạm lên sự tôn kính một mục tử khiến người và cộng đoàn công giáo căm phẫn, tổn thương trong một thời gian dài. Sau đó, rất may mắn Đỗ Đức Hợp được một số chị trong cộng đoàn công giáo như chị Mai Bùi, chị Phan Thị Phi Hằng nhẹ nhàng giải thích, khuyên nhủ và khuyến khích nên có lời xin lỗi đến linh mục Nguyễn Duy Tân. Đỗ Đức Hợp thành thật kính xin, mong mỏi linh mục Nguyễn Duy Tân và cộng đoàn công giáo người Việt khắp nơi hãy yêu thương, chia sẻ, bao dung và thứ tha cho những lời lẽ mạo phạm đến cha mà Đỗ Đức Hợp đã thốt ra phỉ báng, xúc phạm đến ngài. Đặc biệt đã làm buồn lòng, tổn thương một số anh chị em, cô, chú, bác thân hữu công giáo nói riêng và cộng đoàn công giáo nói chung đã từng quý mến, yêu thương Đỗ Đức Hợp. Cuộc đời anh Đỗ Đức Hợp được ví như Phao-lô thứ hai trên đường đi Đa-mát, đi bắt bớ những người làm chứng cho Chúa. Nay khi nhận biết được Chúa thì Phao-lô quay đầu hối cải. Tạ ơn Chúa đã giúp anh nhận biết đâu là chân lý, đâu là ý nghĩa sống đích thực, đó là nhận biết Thiên Chúa, biết nhận lỗi, biết sống hoán cải làm con người mới. Xin anh chị em luôn đồng hành với anh trong lời cầu nguyện, để anh biết tránh xa tội lỗi và thực tâm sống tốt giữa đời từ hôm nay và mãi mãi.